ngày đạp rời, đơn của anh Dũng, anh ở Khoái Châu Hưng Yên. Hôm nay thì chúng em cũng có chuyến công tác về rời Hưng Yên, thế là kết hợp luôn giao cho anh Dũng một là chiếc loa siêu trầm W360, đơn hàng này là 5,5 triệu. Anh em hỗ trợ cũng có chuyến công tác luôn, thì cán bộ đây cũng sẽ đi cùng bên đội kỹ thuật của Zika để giao hàng cho anh Dũng. Đợi em một chút nữa thì sẽ về để giao hàng cho anh Dũng ở Khoái Châu Hưng Yên. Cảm ơn các anh em rất là nhiều, cảm ơn anh Dũng. Đây anh Dũng đây, thì anh lấy một chiếc SUV, chúng em đang có chuyến công tác thì cũng tiện để ghép luôn xe để đưa về cho anh đấy. Còn khoảng 2 phút thôi anh ạ. Đó. Okay. Anh em mua hàng uy tín, tin tưởng, không cần phải test, nhấc luôn lên xe và thanh toán tại nơi luôn. Đấy anh ơi, toàn tiền. Anh đếm nhá. 5,5 triệu đúng không ạ? Chiếc này 5,5 triệu anh ạ. Rất cảm ơn anh. Anh cho anh em một, anh em theo dõi Zika một vài cái lời khuyên khi mua hàng trên mạng. Thực ra thì em cũng tìm hiểu về dòng này rất là nhiều và bên anh cũng phân phối rất là uy tín, thì một số anh em cũng rất là tin tưởng và cũng đã giới thiệu về em xem, thì cũng rất là cảm thấy rất là ưng và anh em cũng rất là nhiệt tình, thì rất là cảm ơn anh em, các anh đã đưa đồ về cho bên em. Vâng. Rất mong là sau này có vấn đề thì em sẽ mời bên anh hỗ trợ và cũng ủng hộ tiếp theo cho bên công ty mình. Vâng. Dịch anh em với em mình sẽ không bắt tay. Ok anh. Cảm ơn các anh đã về. Thế anh có lời khuyên gì cho anh em mà đang theo dõi mà anh đang em nên tin tưởng vào Zika và dòng ngôn ngữ này thì anh em nên Vâng, cảm ơn anh nhá. Thôi rồi. Dịch giã thì không bắt tay cũng khoảng cách. Chúc anh nghe nhạc vui vẻ ạ. Anh chào anh. Vâng ạ. Đáng nhẽ là phải mời anh vào nước nhưng mà vì là vì dịch bệnh mình cứ tôn trọng. Vâng, vâng. Cảm ơn anh nhá. Trong này không ạ? Vâng ạ. Cảm ơn anh nhá. Vâng.